Một buổi đi lôi dao của mình cần chuẩn bị những gì? Đũa lóc đen thì mình chọn Zootoman 2.0, khóa Horai. Mình thích đánh leader 10-12, trồng vườn trồng sóc tốt, môi cấu hán chuột. Nãy đánh cái Horai cho khác thường ngày. Nãy ca sĩ xóm sẽ lái xe chờ mình đi cấu. Có vợ là một người mê cấu thì rất là lợi thế, mình khỏi phải trốn đi cấu, chỉ việc rủ thôi. Rủ phát là lên xe là hai vợ chồng phí đi. Mang theo mấy cái bánh mì đây các bác này, tí nữa mà đói thì ngồi ăn trên hồ luôn. Thực ra theo cái quan điểm cá nhân của mình nghĩ á, cái môn lúa này này gần như ai cũng đánh được giống giống như ai. Thì kiểu như tất cả các bác đánh ở kỹ năng nó cũng tương tương em, hay là em cũng đánh giống các bác thôi. Chẳng quá là mình sử dụng các cái chiến thuật, các con mồi hoặc là các cái cách mà để lừa, để dụ được con cá. Ví dụ như kiểu thời tiết, thời điểm này, em biết là buổi sáng sớm cá không tấp bơ, nhưng mà buổi tầm trưa trưa cá nó tấp bơ, thì buổi trưa em lại dùng con các con mồi hới, dùng con chuột hới nổi, em đánh sát bơ, cập bơ em đánh. Nếu buổi trưa có hừng nắng một tí thì con lóc sộp nó vào sát đóng á. Còn thời điểm như ở sáng sớm như này, đánh mấy con mồi hới lại không hiệu quả, em sẽ dùng mấy con mồi chim đáy hoặc con spin. Đấy là thời điểm này là đánh như này nhá. Còn như ở mùa hè thì lại làm ngược lại, thì biến tấu giữa các cái chiến thuật, các cái cách đánh thì mới ra được cái kết quả hay. Còn cái việc mà cả ăn rồi thì ông nó giật trả như nhau đúng không? Cả ta phát giật thì bay lên thì ông nó giật trả được. Thế là kỹ năng gần như nhau hết. Anh em đánh đi câu 2-3 năm là kỹ năng ổn lắm rồi. Nói quá về con mồi thì thực sự là đi đánh từ trước đến nay em chưa thấy con mồi nào gọi là thân thành, gọi là quá nhảy đâu. Kể cả đánh về cái môn lúa môi giả, hay là kể cả cái môn mà đánh những cái loại môi bột, cấu đai, cấu lục, cấu lăng xê các kiểu, em chưa thấy một cái loại môi nào gọi là thân thành hết. Tại vì sao mà em dám khẳng định như vậy? Tại vì là ở cả hồ này có thể là hai hồ gần nhau luôn nhá. Hồ này với hồ kia hai hồ gần nhau, nhưng mà cái nước ở trong hồ hoặc là có một cái yếu tố nào đó làm cho con cá nó ăn khác nhau. Thì con cá hồ này thích ăn chua, con cá hồ kia thích ăn tanh. Giống như môi luông vậy. Hồ này nó thích ăn nhảy hơi, hồ kia nó lại thích ăn môi mềm. Nên là không thể mà áp dụng cái con môi mà các bác gọi là thân thành nào đó mà để vào tất cả các hồ, là không bao giờ có cái chuyện đó. Thường nói thẳng luôn là thường là mấy người bán môi á, thường thì người ta sẽ hơi tâng bốc con môi của mình lên một tí, mặc dù em có bán môi nó hơi tâng bốc lên một tí so với những con môi khác, nhưng mà tóm lại mình phải sử dụng con môi hợp với hồ, hợp với địa hình thì mới là lên cả hiệu quả, còn không có con môi nào là thân thành các bác nhá. Cái cao su thì khỏi bàn rồi các bác nhá. Cao su này có thể thổi thành quả bóng bay, thì em quay rất nhiều clip cho các bác xem rồi. Có một điểm mà mình rất là thích cái con chuột này là đánh này, cái lưỡi nó không bị xê dịch. Tức là mình bây giờ mình có ném bị lồi hay ném bị gì đó thì cái lưỡi cấu nó cũng không xê dịch, cái body nó không bị tuột ra. Đó, cực kỳ chắc chắn. Còng với con chuột nó có hai cái sống lưng nổi lên đấy thì nó che cái lưỡi cấu đi, nên là nó trồng vườn cực kỳ ok luôn nhá. Bụi ní này, bụi ní mình là bụi của cá này. Vừa tắt đâu á? Chuột lơ cá bản phún, lưỡi đồ titan. Ném ra lùm á. Có cá ly thật. Con diện tí này nhá. Ok chưa? Thôi mày.
Chịu nhí cùng 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 phải lùng. Bắt luôn. Bắt luôn chịu nhí các bác. Này, con chuột này lợi thế là to nhỏ là lùm hết. Các bác nhìn con xỉu nhí mà nuốt con chuột lòn gòn nó mồm luôn này. Gòn ngang luôn. Nên là trồng mòm cực kỳ hiệu quả nếu mà mòm quá bắt xỉu nhí. Các bác thoải mái ném vào những điểm địa hình khó. Đã chưa, đã chưa. Con chuột này nó ngầm gòn trong mồm luôn cho nên là khó bóng cực cộng với cái lưỡi titan đồ á. Con này thả nhá. Phát là lùng nhảy thật. Ly vai đuổi này chấn mình luôn. Thôi mấy cái điểm này càn quá, mình phải xuống lồi. Chứ con thuyền của mình có cái máy 6 á, nó vướng. Xuống lồi đánh vào mấy cái hốc này các bác. Nước lạnh luôn. Các bác đã nghe đến cái câu mà ướt ạc thì đặt nồi. Đấy thì câu đó phải lồi ướt hết này. Cái thoải trong xấu lắm. Ôi trời. Đoạn này là lên thuyền được rồi nè. Đừng lên nhìn được rồi. Ui trời, lên ngon cái mây dương luôn. Nhưng mà không vấn đề đâu các bác nhá. Con chuột này thoát địa hình thì thôi rồi luôn. Thoát hết. Cái gì xó? Đổ xa nữa. Tùm hết, tùm lại đây. Rồi, thảm đấy. Lo câu quên mất, camera bị trôi mất. Ui. Mình ướt hết rồi.
Em biết chèo thuyền không? Biết biết. Lần đầu. Hả? Lần đầu chèo. Góc nữa có béo đó cá mít này được tiền cái gì mình khỏi góc trong này tại vì nghe táp rồi biết chắc là trong này có cá nữa. Hôm nay đánh được rồi các bác nhé. Ưởng cây máy dương rồi. Tạp phê chứ. Ui. À, vừa cây máy dương. Đó, lên cái địa hình rất là khó chịu luôn. Bóng mất rồi các bác ạ. Tiếp. Tiếc là không cái này nó có xấu hơn hết rồi độc rồi phát táp với tối quá độc rồi đi chuyển điểm này đi câu mà quên mang theo mải treo các bác ạ chúng cần câu treo luôn đó. Cái đoạn này á kiểu nó dừng đừng quá các bác là cái bơi này nó dừng đừng nên là thành ra con cá nó không dừa được vào mình sẽ di chuyển vào điểm khác á điểm này không khả thi lắm bơi nó dừng này ngược như này cá không đừng được đánh lúa có cái thuyền hơi này rất là tiền liên tục di chuyển đến những cái điểm gọi là không khả thi mình sẽ tiếp tục là di chuyển mấy cái bài mà cảm giác nó hơi càn càn hơn một tí ấy các bác thì những cái điểm đó là gì có cửa có bắt được cả hết con mấy cái bơi như bơi này này dừng đừng như này các bác cứ tưởng tượng là nó dừng quá thì con cá nó không dừa được vào kiểu như đừng vào bị tuột á đừng vào bị tuột á đó lý thuyết sách giáo khoa đó con thực tế thì đôi khi cũng đúng và đôi khi cũng sai. Đẹp mà chỉ mất cái cám thôi.
ném phát vào mồm hẳn luôn. Chúng nó cả đấy cũng không thông minh lắm đâu, đẹp thì phải ăn, đẹp mà không ăn thì đẹp làm chi. Lắc cả lắc cất, lắc cả lắc cất, lắc cả lắc cất. Lên lằng một con chuột chảy qua, cá đi vào ra chuột. Hoa nói không phải đâu, đấy chỉ là môi giả, cắn vào rất nhẹ nhàng. Hai em cá chín chắn cắn cái bộp cái toang. Ôi trời ơi, chính người thằng lừa cá lừa tao. Sau khi kéo xong rồi, Hoa vội vàng nhìn tiếp thêm một đường thật đẹp, nhưng không thể cả đâu. Tại điểm này hơi sâu, chúng ta qua phía trước. Hoa tìm được điểm đẹp, vội ném con chuột ra. Đường đầu tiên không cá, không thấy con cá nào. Có một con cá rồi. Ôi các bác, các bác ơi, em được một con cá, nó táp ngay đầu cần. Đấy, các bác thấy chưa, cá mà không ăn là các bác phải chịu khó làm thơ nhé. Ui, tội chưa nè, không chưa nè, đuổi theo con chuột làm chí ạ. Kim đâu, kim đâu. Hoa vừa được một con, rồi trình lại con chuột, sâu đồ ném ra tiếp, xem có con cá nào. Thích ăn chuột của Hoa, chuột này không có lưỡi, cắn nào đi cả ơi, không có nào cắn cả. Hoa thú chuột thật nhanh, sau đó ném thêm nữa, cả ơi không có lưỡi, cắn đi cả ơi, cắn đi cả ơi. Thơ chứ vấp nữa. Rồi vấp thơ là cả không ăn, Hoa ném thêm đường nữa, không có con cá nào. Ôi thật buồn biết bao. Ôi, có cả ruồi cả nước. Ôi, bóng ruồi. Thấy chưa, lần lần thơ là có cá. Đang lúa giờ thì mưa các bác ạ. Em với cá chỉ xóm lật đật là thu đồ lên xe xong phi đi luôn. Vừa ra được đoạn thì mưa, xong ra đến đấy thì lại tành. Thôi, nói chung là 16 lúa tiếp. Nay là cùng khá khá cảnh thôi. Chào các bác, hẹn các bác clip sau.